Chào mừng anh em đã quay trở lại MG Gaming. Fontaine bây giờ đã ra mắt ở hai phiên bản, đó là 4.0 và 4.1. Sắp tới, ta sẽ có bản cập nhật 4.2, cùng với rất nhiều câu chuyện và nhiệm vụ vô cùng đặc sắc. Cho nên hôm nay, hãy cùng tôi đi qua 3 nhiệm vụ có thể nói là quan trọng nhất trong hai phiên bản gần đây nhé. Chúng bao gồm End của Nazik Senkren, Sắc màu cổ xưa và Hỉ kịch chưa hoàn thành. Nhưng trước khi bắt đầu, nhiệm vụ thế giới thứ nhất, End của Nazik Senkren. Khi đang đắm chìm dưới biển cả của Fontaine, nhà lữ hành bắt gặp một tinh linh nước trong tí hon tên là En đang khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ. En là một thành viên trong hội thám hiểm Nazik Senkren đang tìm cách giải cứu công chúa Lyric và đoạt lại cõi Anaparsis từ tay ma long Narcissus. Cả hai theo chân En đến Anaparsis, nơi có một tòa tháp khổng lồ trung tâm đang bị cuốn quanh bởi một tinh linh nước trong. Tinh linh ấy thực chất lại là ma long Narcissus và công chúa đang mắc kẹt bên trong tòa tháp. Để giải thoát công chúa Lyric thì nhà lữ hành phải đi qua một loạt nhiệm vụ khác nhau để mở khóa tòa tháp tiến vào bên trong. Cả ba lên đường hoàn thành các câu đố, nhiệm vụ cần thiết để vào được bên trong tòa tháp, đồng thời giải cứu thành viên còn lại của đội thám hiểm Nazik Senkren. Nhà lữ hành Paimon cùng với đội thám hiểm có vẻ như toàn bộ đều là những tinh linh nước trong. Sau cùng họ đã thành công phá được phong ấn tòa tháp và vào được bên trong. Nhưng đáng tiếc thay, để nhà lữ hành và Paimon có thể tiến lên trên đỉnh của tòa tháp thì các thành viên của đội đã quyết định hy sinh tính cách, sự độc đáo của mỗi thành viên để tất cả hợp nhất vào làm một. Đội thám hiểm giải thích rằng tất cả bọn họ đều có xuất thân từ một nguồn gốc nước trong và họ lấy những hình thù tinh linh nước khác như heo rừng, ếch để đồng hành cùng với công chúa Lyric. Họ bỏ đi hình dáng cá nhân của mình và kết hợp lại với nhau. Thì đội mạo hiểm Nazik Senkren có thể sử dụng sức mạnh ma thuật hợp chất của họ để đưa nhà lữ hành lên trên đỉnh tòa tháp. Tuy đây không phải là dấu chấm hết hay cái chết dành cho cả đội, mà chỉ là kết thúc cho sự độc nhất hay tính cá nhân của mỗi người như hình dáng hiện tại của mỗi thành viên mà thôi. Hơn nữa, chính vì công chúa là người đã tạo ra tất cả bọn họ, thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy có thể mang những thành viên của đội quay trở lại như ban đầu. Sau đó, cả đội thám hiểm kết hợp với nhau tạo thành một bong bóng khổng lồ. Nhà lữ hành Paimon và En đi vào trong quả bong bóng, đưa họ lên cánh cổng dịch chuyển nơi đỉnh tòa tháp. Cả ba sau đó đến được một nơi rất giống với thư viện. Họ lên đường tìm kiếm khám phá nơi đây, đọc những cuốn sách và giải những câu đố. Trong quá trình tìm hiểu về thư viện bí ẩn này, En dường như đã khôi phục lại một chút ký ức. Cô kể về một nơi tên là Viện Nazik Senkren, nơi những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và bọn chúng rất hay chơi trò đóng vai và đánh trận giả. Cả nhóm đi tiếp đánh bại một tinh linh nước trong, có vẻ như là rồng Narcissus. Họ tiến sâu hơn và phát hiện ra một cuốn sách nói về câu chuyện tương tự như những gì En đã kể với nhà lữ hành ở ban đầu về hội mạo hiểm Nazik Senkren, giải cứu công chúa Lyric và đánh bại con rồng. Ngay sau đó, cả ba lập tức được chuyển tới một nơi nhìn vô cùng kỳ diệu và nên thơ. Dường như nơi đây là Anaparsis thật sự. Họ đi xung quanh xem xét nơi đây và tìm thấy một người tên là Mary Ann. Khi mọi người đang nói chuyện, Mary Ann có nhắc đến một đám trẻ từng chơi bời xung quanh đây và một người bạn đã rời đi đến Sumeru. Cô còn kể câu chuyện về một vùng nước tràn đầy sự sống, những giọt nước được chia tách ra, từ đó đều mang trong mình sức sống và chúng đều có những hình dáng khác nhau nhưng yếu hơn so với vùng nước gốc. Mỗi giọt nước đều sẽ phát triển theo một cách thức riêng và trở thành một cá thể tồn tại riêng biệt. Câu chuyện hình như đang miêu tả En và những thành viên trong đội mạo hiểm Nazik Senkren. Sau một hồi thảo luận, nhà lữ hành nhận ra những gì họ vừa trải qua là không có thật và tất cả đều thuộc về một câu chuyện. Marianne sau đó dịch chuyển cả ba ra khỏi Anaparsis thực sự. Qua một bức tường trong suốt, cô nói rằng mình từng có một giấc mơ về chính chuyến phiêu lưu này và giấc mơ đó đã vô tình tạo ra En cũng như các tinh linh nước trong thuộc đội thám hiểm mà nhà lữ hành đã gặp mặt. Cô còn nói với En rằng cô ấy ước mơ trở thành sư phụ của En nhằm ra ngoài và trải nghiệm nét đẹp nhân gian của thế giới thực. Anaparsis thực sự ở đây thực chất là nấm mồ giam cầm Mary Ann vĩnh viễn nơi này và mọi thứ ở thế giới bên ngoài kia. Đối với cô đã chấm hết từ lâu. Mọi người trao cho nhau những lời tạm biệt, sau đó cả ba đưa trở lại thư viện qua cánh cổng mà ban đầu họ đi qua. Cả ba trò chuyện với nhau một lúc và chỉ ra rằng chính việc gặp gỡ với nhà lữ hành đã làm nên câu chuyện trở nên chệch hướng, khiến En trở nên tự nhận thức được mọi thứ. Từ những ký ức vừa được khôi phục của mình, En nhắc đến hội Nazik Senkren và mọi người quyết định lên đường đi tìm hội, hay chính xác hơn là nơi tụ họp của họ. Người chơi có thể vào trụ sở hội Nazik Senkren thông qua một cuốn sách tại Học viện Triết học Tự nhiên ở Fontaine, sau đó hoàn thành nhiệm vụ về sóng màu nước. Cả ba cuối cùng tìm thấy hội Nazik Senkren và thảo luận rằng En là một tinh linh nước trong và là mảnh ghép của Mary Ann được tạo ra khi cô đang mơ. Mary Ann cũng là một tinh linh nước trong. Khi En gặp nhà lữ hành thì chính khoảnh khắc đó đã khiến câu chuyện giấc mơ của Mary Ann bị lệch hướng, khiến En thực sự tồn tại. Nếu mọi chuyện ngay từ ban đầu xảy ra ngược lại và nhà lữ hành không gặp En thì có lẽ cô và toàn bộ các thành viên của hội mạo hiểm sẽ không có thực. Vì En là một phần của Mary Ann nên rất có thể những ký ức mà En nhớ ra thực chất là của Mary Ann. Cô còn nhớ thêm một điều về hội cũng như viện Nazik Senkren.
nhưng các ký ức ấy vẫn chưa rõ ràng và cô nhớ được hình ảnh thế giới rơi vào bóng tối, nhưng bản thân cũng không rõ ký ức đấy đến từ tương lai hay quá khứ nữa. Anne quyết định ở lại Nazik Sankren nhằm cố gắng khôi phục thêm những ký ức quan trọng. Nhiệm vụ thế giới 2, màu sắc cổ xưa. Nhiệm vụ màu sắc cổ xưa bắt đầu khi nhà lữ hành bắt gặp một Melusin tên Mamir tại Elenas. Cô là một họa sĩ đơn độc theo phong cách trừu tượng, nhưng các tác phẩm của cô lại không được đón nhận ở làng Merusi. Người bạn đồng hành duy nhất của cô là một chú chó máy tên Simor và cha, một thực thể chưa xác định mà chỉ có cô mới có thể nhìn và nghe thấy. Những tác phẩm nghệ thuật của cô đã lọt vào trong mắt xanh của Jacob, một nhà siêu tập nghệ thuật. Anh nói rằng giá trị của các bức tranh của Mamir là vô cùng quý báu. Lý do khiến các bức tranh của Mamir trở nên giá trị như vậy là do cô dùng một loại quặng màu đỏ có độc để vẽ tranh, nhưng cô lại không biết rằng đó lại là máu đông đặc của một sinh vật khổng lồ hùng mạnh tên Elinas. Jacob đang theo đuổi thứ máu đông đặc ấy. Sau đó, có một cuộc gây lộn xảy ra giữa Aramite và Jacob, buộc Seymour phải can thiệp hành động để bảo vệ Mamir. Mamir hiểu ra ngay từ đầu Jacob không yêu thích tranh của cô, và Seymour sau cuộc ẩu đả đã bị hư hỏng nghiêm trọng, và cách duy nhất để sửa chữa cho Seymour chỉ là đi thu thập những linh kiện kỳ lạ từ những Melusin đang cần sự giúp đỡ, bởi các linh kiện đó có thể coi như một loại tiền tệ giữa các Melusin ở đây. Nhà lữ hành có thể lấy các linh kiện thông qua việc hoàn thành các ủy thác của các Melusin. Sau khi thu thập đầy đủ mọi thứ cần thiết với sự hướng dẫn của cha, thì Mimir đã thành công sửa chữa và khôi phục lại Seymour. Khi tỉnh dậy, chú chó máy móc này nói rằng nó đã hoạt động trong chế độ ngủ đông từ hàng trăm năm trước. Nhiệm vụ của Seymour là bảo vệ chủ nhân của mình là Marianne, người có mối liên hệ nhất định với hội Nazik Sankren. Jacob sau cùng bộc lộ bản chất thực sự của mình là một ma vật vực sâu tên kẻ tàn rửa tội ác. Hắn muốn khởi động lại trái tim Elinas và triệu hồi chó săn ma vật nhằm ngăn cản nhà lữ hành. Khi trái tim Elinas được khôi phục thì đó sẽ là dấu chấm hết cho làng Merusi. Nhà lữ hành Paimon và Mamir cùng với ý thức của Elinas đã thành công đánh bại chó săn và Jacob ngăn chặn lại trái tim được đập một lần nữa. Nhà lữ hành sau đó được đưa vào trong không gian riêng và trò chuyện với Elinas đang xuất hiện trước mặt với hình dạng là một Melusin. Elinas kể rằng trước khi sinh ra, anh đang trôi nổi trong vũ trụ tăm tối và anh được mẹ sinh ra. Cô ấy đã ban cho anh những người anh chị em, sự sống và một cái tên. Khi Elinas và các anh chị em lên trên bề mặt của Tevat, sự tồn tại của anh đã gây ra đau khổ cho các chủng tộc khác trên lục địa. Suy nghĩ đấy đã khiến cho Elinas trở nên buồn bã tột độ. Sau cùng, Elinas không thể chịu được những vết thương của mình nữa và chết đi, nhưng ý thức của anh vẫn còn nguyên vẹn sau chừng ấy năm. Một vài năm sau khi chết, cơ thể vật lý của anh đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông tên Rene. Và đáng ngạc nhiên hơn cả là Jacob, tên vực sâu ấy, sau đó đã hấp thụ máu của Elinas để đạt được sức mạnh. Một trận chiến liên quan tới Jacob đã xảy ra bên trong cơ thể của Elinas, dẫn đến một vụ nổ làm mất mạng rất nhiều người. Sau cùng, thì từ những vết thương và da thịt của Elinas, chủng tộc Melusin đã được sinh ra. Đó là lý do tại sao Mimir lại nhắc tới giọng nói kia là cha. Làng Merusi giờ đây đã an toàn và những thắc mắc trong lòng đã được trả lời. Seymour, chú chó robot, hứa với Mamir rằng mình sẽ quay trở lại với cô khi tìm thấy Marianne và hội Nazik Sankren. Nhiệm vụ thế giới thứ 3, hy kịch chưa hoàn thành. Có rất nhiều cách để bắt đầu nhiệm vụ, nhưng đều có một đích đến là tiến vào pháo đài Meropike. Paimon và nhà lữ hành đi dạo xung quanh pháo đài và trò chuyện với một tù nhân tên Darcy. Anh giới thiệu cả hai đến Etienne, một cai ngục tổ chức trò chơi tỷ phú. Đây là trò chơi mà các thí sinh sẽ cố gắng thu thập nhiều phiếu đặc cách nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Phiếu đặc cách là đơn vị tiền tệ chính tại nơi đây. Người chơi thắng cuộc được phép tạm thời rời pháo đài và đi ra thế giới bên ngoài. Một cai ngục khác tên Noirs lại phản đối trò chơi. Một cô bé đột nhiên xuất hiện, nói rằng cô sẽ thắng trò chơi này và sau đó chạy nhanh đi mất. Nhà lữ hành gặp cô bé một lần nữa và cô gái ấy tên là Lenor. Cô dẫn cả hai gặp một cậu bé tên Caterpillar. Cậu giải thích rằng mình không phải một đứa trẻ và đã ở nơi nhà tù đây được rất lâu rồi. Lenor được sinh ra bên trong pháo đài, nhưng mẹ của cô bé, Ange, đã mất cách đây không lâu khi hạ sinh cô bé. Từ đó, Caterpillar đã đảm nhận việc chăm sóc cô. Cô đã liên lạc với người thân của Lenor ở bên ngoài pháo đài và mong muốn giúp gia đình họ đoàn tụ. Nhưng để làm vậy, cậu cần phải chiến thắng trong trò chơi tỷ phú và dùng cơ hội đó để đưa Lenor ra ngoài về với gia đình. Thế vậy, nhà lữ hành và Paimon quyết định giúp họ một tay. Trong vài ngày kế tiếp, cả nhóm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ủy thác nhằm thu thập càng nhiều phiếu đặc cách càng tốt. Trong quá trình đó, nhà lữ hành biết được rằng cậu bé Caterpillar có một số khả năng đặc biệt như thôi miên. Người trộm liên tục bị quấy rầy bởi Noirs, người có vẻ rất không ưa Caterpillar vì một vài lý do nào đó. Cuối cùng thì cả bốn người đã giành được chức vô địch. Etienne dẫn họ ra bên ngoài pháo đài Meropike. Khi họ lên đến bề mặt thì chạm mặt Noirs cùng với hiến binh máy móc sẵn sàng bắt bọn họ. Mọi người xông vào chiến đấu và Caterpillar phải bộc lộ chân dạng thật của anh, chính là một con Hillager. Cậu đưa ra yêu cầu rằng mình chấp nhận để cai ngục bắt, nhưng Lenor phải được trả tự do. Noel khước từ yêu cầu đó và đỡ tất cả mọi người quay trở lại pháo đài.
Cậu nói rằng bản thân đã đến pháo đài từ 400 năm trước và là một thành viên của hội Nazik Senkren. Cậu bị bắt vào đây là do đã hỗ trợ kế hoạch của chủ nhân nên bị phán có tội. Chủ nhân của cậu là Nazik Senkren, thủ lĩnh của hội cùng tên. Vị chủ nhân này đã tạo ra Caterpillar và dạy cậu ngôn ngữ, ban cho cậu trí khôn và ký ức. Mục tiêu tối thượng của hội Nazik Senkren là ngăn chặn lời tiên tri về tận thế của Fontaine qua một phép thuật vĩ đại, đồng thời cũng là kế hoạch tà ác. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã thất bại và hội Nazik Senkren đã không còn nữa. Cậu giải thích rằng lý do mình vẫn bám trụ tại ngục tù này là vì Lenore và bản thân muốn trở nên giống con người hơn nữa. Cậu bắt chước những thứ như tội lỗi và sự đồng cảm thấy ở trong người khác bởi cậu thiếu đi những cảm xúc quan trọng đó. Nhà lữ hành và Paimon một lần nữa quyết định giúp đỡ Lenore trốn thoát khỏi pháo đài qua đường hầm mỏ tinh thể. Họ ra ngoài và gặp Morpholy được cử bởi Aston với nhiệm vụ mở khóa cổng vào hầm cho 4 người. Khi đến nơi, một lần nữa họ lại chạm trán với Noels và đánh bại anh. Aston sau đó xuất hiện và đưa đồng nghiệp của mình đi. Cả nhóm trốn thoát thành công khỏi pháo đài và đưa Lenore đến gặp ông của cô. Họ giải thích mọi chuyện cho ông và nhận được cảm ơn vì đã chăm sóc cũng như đưa cháu gái của ông quay trở về. Nhà lữ hành một lúc sau có cuộc trò chuyện với Caterpillar và họ quyết định sẽ đến nơi tụ họp của hội Nazik Senkren. Khi đến nơi, Caterpillar nhắc lại cậu đã được tạo ra và nuôi dạy bởi sư phụ. Nhưng chính xác thì Nazik Senkren đã không tạo ra cậu ấy. Cậu giải thích rằng việc tưởng tượng một ai đó từ đầu tới chân là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một cá thể tồn tại. Ngoài ra, Caterpillar còn kể về một vị mục sư với phép thuật quyền năng cố gắng tưởng tượng ra con trai của ông chỉ để nhận ra rằng con người cũng là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của một ai đó. Caterpillar nói về một nghi lễ được tổ chức bởi hội Nazik Senkren với một thanh kiếm mang tên từ bỏ bản ngã. Thủ lĩnh Nazik Senkren cho rằng ý chí bản ngã con người là một chướng ngại và nếu trong quá trình cầu đạo mà nhận được vision thì sẽ lạc lối không thể quay đầu. Caterpillar có nhắc đến cuộc đối đầu gay gắt giữa Guterlin, bậc thầy cơ khí hay năm xưa còn được gọi là bạch kỵ sĩ hộ quốc và Nazik Senkren. Nếu ta đã hoàn thành được hai nhiệm vụ trước đó thì Seymour và Anne sẽ quay trở lại đây tụ họp. Dường như trước đây Caterpillar và Seymour từng là kẻ thù. Cậu bảo với chú chó robot rằng mình là phát minh của Guterlin hay còn được gọi đầy đủ là Mary Ann Guterlin. Cậu nói rằng đây là ký ức bản thân đã có trước khi được sinh ra. Cậu còn tiết lộ về Anne rằng công chúa Lyris còn có một cái tên khác được Nazik Senkren trong hội hay gọi chỉ là nữ hoàng đỏ, một tinh linh nước trong. Cậu kể tiếp trước đồng hồ khổng lồ treo trên trần nhà, đó là đồng hồ tận thế. Chủ nhân Nazik Senkren đã dựa vào mô thức thế giới để tính ra thời khắc bắt đầu và kết thúc, từ đó thiết lập ra chiếc đồng hồ. Cả ba người sau đó chia sẻ với nhà lữ hành và Paimon những câu chuyện xảy ra trước đây trong các nhiệm vụ trước. Cả ba bao gồm Anne, Seymour và Caterpillar quyết định sẽ xem thử xem có điểm đột phá nào từ các tài liệu nơi đây không và hẹn gặp nhà lữ hành cũng như Paimon tập hợp hội Nazik Senkren vào một ngày không xa. Và trên đây chính là toàn bộ diễn biến của ba nhiệm vụ. Qua đó chúng ta đã có một số hiểu biết về tổ chức có thể nói là hay ho và nguy hiểm bậc nhất Fontaine là hội Nazik Senkren. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với sự tồn vong của hội thì có lẽ phải chờ trong các phiên bản sau ta mới có được lời giải đáp hoàn chỉnh. Liệu anh em thấy sao về ba nhiệm vụ này? Nhớ gọi phía dưới tôi biết nhá. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nhá. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.